người buôn không trí khôn này chết mất thân mạng hao tổn của cải này thiện hiện như vậy nếu có thiện nam tử vân vân chủ đại thừa, có tin, có nhẫn, có tâm thanh tịnh, có vui thắng ý, có sự ham muốn, có thắng giải, có xả, có tinh tấn đối với quả vị vô thượng Chánh đẳng mồ đề nhưng không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nên biết các thiện nam tử vân vân, an chủ đại thừa như thế sẽ thất bại giữa đường, chết mất thân mạng, hao mất của cải, chết thân mạng là Rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác, mất của cải là mất quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Thiện hiện nên biết như có người buôn có trí khôn, trước hết lo sửa thuyền bè khi trên cạn, rồi đẩy xuống nước, xét thấy không nỗ thủng, mới chất hàng hóa lên thuyền mà xuất hành. Phải biết thuyền này chắc chắn không hư chìm, người vật an ổn, đến nơi đến trốn này thiện hiện như vậy nếu các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa có tin có nhẫn có tâm thanh tịnh có vui thắng ý có sự ham muốn có thắng giải có xả có tinh tấn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng thì phải biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa như thế thường được chư phật và các bồ tát hộ trì hộ niệm giữa đường không thất bại vượt qua địa vị thanh văn và bậc độc giác thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi phật mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa thiện hiện ví như có người 120 tuổi già nua lụm khủng lại thêm nhiều bệnh như bệnh gió bệnh nóng bệnh đàm hoặc nhiều loại bệnh khác xen tạp Ý ông thế nào, người già bệnh này có thể tự dậy khỏi giường không? Thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn không? Phật dạy, thiện hiện, giả sử người này có người dìu đỡ đứng dậy cũng không đủ sức đi được một câu lô xá hoặc hai câu lô xá, ba câu lô xá. Vì sao? Vì quá già lại lắm bệnh. Cũng vậy thiện hiện. Các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa.